thưa quý vị khán giả vùng núi trung du bắc bộ dự báo từ đêm qua cho đến thứ năm có mưa lớn nguy cơ cao xảy ra ngập úng lũ quét xa lở đất và để chủ động ứng phó với mưa lớn thủ tướng chính phủ đã có công điện yêu cầu bộ trưởng các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tài nguyên và môi trường cùng các bộ ngành các tỉnh vùng núi trung du bắc bộ tuyệt đối không được chủ quan chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó tập trung một số nhiệm vụ sau tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn hạn chế thiệt hại khi xảy ra mưa lũ ngập lụt tổ chức ra soát chủ động sơ tán di rời người và tài sản ở những vùng nguy hiểm vùng ngập sâu ven sông suối khu vực có nguy cơ sạt lở lũ quét tổ chức lực lượng canh gác kiểm soát người và phương tiện qua các gầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết đã bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn vận hành an toàn các công trình hồ chứa thủy điện thủy lợi để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, đảm bảo an toàn đê điều hồ đập. Chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại các khu vực trọng điểm để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện các nhiệm vụ ứng phó hiệu quả với mưa lớn, đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân, cơ sở vật chất cũng như an toàn cho sản xuất. Còn từ đêm qua tới sáng sớm nay, nhiều tỉnh vùng núi trung du bắc bộ có mưa vừa mưa to lượng mưa đo được ở lai châu, lào cai, yên bái, hòa bình, tuyên quang, bắc cạn, thái nguyên phổ biến từ 40 cho đến 70 mm riêng một số nơi mưa lớn hơn với lượng mưa từ 74 cho đến 83 mm lượng mưa này rất dễ gây ngập úng các vùng trụng thấp và có thể gây ra sạt lở đất cục bộ còn dự báo trong ngày hôm nay bắc bộ và khu vực nam trung bộ tây nguyên nam bộ có mưa rông trên diện rộng trong đó vùng núi trung du bắc bộ có mưa to đến rất to lượng mưa ở vùng núi trung du bắc bộ trong ngày hôm nay đến sáng mai phổ biến từ 30 cho đến 70 mm có nơi vượt 120 mm nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất ở sườn đồi núi và ngập úng vùng trũng thấp ngoài ra khu vực nam trung bộ tây nguyên và nam bộ có mưa rông diện rộng vào chiều nay có nơi mưa to trên 70mm, đề phòng ngập úng cục bộ cùng lốc xét, gió giật đi kèm trong cơn rông.